dân chơi Hà Nội, giá Honda Dream Thái 180 triệu bán phụ tùng. Là một chiếc xe rất phổ biến của những năm 90 của thế kỷ trước, xe Dream E và II là niềm mơ ước của rất nhiều thế hệ và các gia đình trung lưu thời đó. Giá xe tương đương gần 6 cây vàng và không phải gia đình nào cũng có thể mua được. Xe nổi tiếng với ưu điểm rất bền bỉ, kiểu dáng thanh lịch gọn nhẹ và lượng tiêu thụ nhiên liệu thấp. Nhiều năm gần đây, mốt chơi xe Honda Dream Thái nguyên bản trị giá hàng trăm triệu đồng đến tiền tỷ từng gây sốt giới chơi xe Việt. Và thường chỉ đại gia, người có tiền mới có thể chịu chi đến như vậy. Một số khác lại có sở thích săn mua phụ tùng din của Honda Dream Thái khiến phụ tùng xe này càng ngày càng hot và đắt khách. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến dân chơi, người nổi tiếng đam mê Dream Thái như anh Nguyễn Quang Hưng, Hưng Sắt ở Đông Anh, Hà Nội lại quyết định tháo ra những chiếc Honda Dream Thái dày công sưu tầm mới có được của mình để phục vụ nhu cầu mua phụ tùng của nhiều người khác. Mới đây nhất Hưng Sắt gây bất ngờ khi giá con xe Dream Thái đời 2003 trị giá đến 180 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên, Hưng Sắt cho biết, dù niềm đam mê Honda Dream Thái vẫn luôn cháy bỏng nhưng vì nhiều lý do nên tôi không muốn theo đuổi nữa. Thay vì khư khư giữ nguyên nhiều chiếc Dream giá trị như vậy, tôi quyết định chia sẻ đam mê này với nhiều anh em khác bằng cách đáp ứng các đơn hàng đặt mua phụ tùng Dream hàng din. Tôi cũng đã tiến hành tháo giá một vài chiếc xe trị giá cả trăm triệu đồng. Hiện nay, so với việc bán nguyên chiếc Honda Dream Thái thì bán từng đầu mục phụ tùng xe vẫn đắt hàng và giá trị kinh tế thu lại còn cao hơn khá nhiều. Anh Hưng nói thêm, chiếc Honda Dream Thái anh Hưng vừa tháo bán thuộc đời 2003, xe được anh mua lại từ một chủ xe ở Hà Nội với giá 180 triệu cách đây khá lâu. Dù không tiết lộ về tổng số tiền thu lại sau khi bán phụ tùng chiếc xe Dream 180 triệu này khoảng bao nhiêu nhưng theo anh Hưng thì nó cao hơn nhiều và rất bó công anh tháo giá. Được biết, những phụ tùng khá đắt hàng trên chiếc xe Dream Thái này như tay sách, bộ bưởng máy, đồng hồ, tem, dây điện. Thậm chí là những con ốc đều có giá trị từ 200.000 đến hàng triệu đồng. Tất cả các công đoạn tháo ra đều tự chính tay anh Hưng thực hiện. Phụ tùng tháo ra ra phải đảm bảo nguyên bản không bị sứt mẻ gì thì người mua mới hài lòng và chịu chi. Đó cũng là uy tín của mình nữa. Chính vì thế quá trình tháo xe cần tỉ mỉ và cẩn thận trong từng khâu. Anh Hưng chia sẻ. Hiện nay trên thị trường việc giao bán phụ tùng ra xe Honda Dream khá tràn lan và sẽ rất khó cho người tiêu dùng phân biệt giữa hàng chính hãng và hàng nhái. Chính vì thế, tiếng tăm chơi xe Dream Thái khá nổi của Hưng Sắt trong thời gian qua khiến khách hàng luôn tin tưởng khi mua phụ tùng xe ở chỗ anh. Hầu hết khách hàng mua phụ tùng ở anh Hưng đều sành chơi xe Honda Dream Thái, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ rất chịu chi nếu biết được phụ tùng mình mua là hàng thật chính hãng, nguyên bản Dream Thái. Trước đó, xe Việt Nam Net cũng từng đưa tin loạt hình ảnh về bộ sưu tập trên dưới 100 chiếc Honda Dream Thái của anh Hưng của khá thu hút sự quan tâm, tỏ vẻ hâm mộ của nhiều bạn đọc yêu thích dòng xe này. Theo Y Nhụy Việt Nam Net, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.